Puka, Kim Tuấn Kiệt hé lộ tiền mừng cưới, 6 nghệ sĩ Việt giống nhau. Khó lòng phủ nhận, Puka, Kim Tuấn Kiệt là một trong số ít những cặp đôi tổ chức đám cưới rầm rộ và rình rang nhất làng giải trí Việt. Do đó, trải qua khoảng thời gian dài, những thông tin xoay quanh sự kiện đình đám này vẫn được công chúng nhắc lại. Tại các diễn đàn mạng xã hội trong những giờ qua, bất ngờ lan truyền đoạn video vợ chồng Puka, Kim Tuấn Kiệt chia sẻ về số tiền mừng cưới. Cặp đôi tỏ rõ sự hạnh phúc và vui mừng khi đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp đã đến lễ cưới chúc phúc cho cả hai. Không những vậy, vợ chồng Puka, Kim Tuấn Kiệt còn tiết lộ có đến 6 nghệ sĩ Việt gửi tiền mừng chung một con số, khiến cả hai không khỏi bất ngờ. Puka chia sẻ, chị Lâm Vĩ Dạ, anh Trường Giang, Thúy Ngân, Lan Ngọc, Trương Thế Vinh, anh Tiến Luật đều như nhau cả. Không biết mọi người có bàn nhau không mà bao thư nào mở ra cũng chỉ có một giá thôi. Chi tiết này đã khiến ai nấy cũng phải được fan vì cười thích thú. Song để tránh việc bị khán giả hiểu sai ý, Puka, Kim Tuấn Kiệt khẳng định cả hai không để tâm nhiều đến tiền nong mà chỉ quan trọng tình cảm. Trước đó, nhiều sao Việt cũng đã hé lộ cụ thể số tiền mừng gửi cho cặp đôi Puka, Kim Tuấn Kiệt tại lễ cưới. Theo đó, Sĩ Thanh công khai bỏ phong bì 10 triệu đồng, đồng thời tài trợ tiền trang trí lên đến 90 triệu đồng. Lê Dương Bảo Lâm tặng lượng lớn tiền mặt mệnh giá 1.000 đến 2.000 đồng, vị chi hơn 10 triệu.